Đây là những hình ảnh của kỳ SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam. Trận chung kết pencasilat nữ hạng 70-75kg trước vô địch năm ấy đã thuộc về một võ sĩ của Việt Nam. Nó sự là Quảng Trị Trung Nghĩa, quân Thay, hươn nó rồi cả Yên Châu Sơn La mà. Từ trung tâm huyện theo quốc lộ 6 về phía Sơn La khoảng 4 km là xã Chiêm Pằn, xã vùng 1 của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Xã có 12 bản, trong đó dân tộc Thái chiếm 72%, dân tộc Kinh chiếm 22% và dân tộc Khơ Mú chiếm 6%. Quang Thị Thu Nghĩa sinh ra và lớn lên ở bản Păng Héo của xã Chiêm Pằn, trong một gia đình dân tộc Thái có 2 chị em. Thuở nhỏ, Nghĩa là một cô bé rất hiếu động và bố mẹ vốn cũng chỉ mong Nghĩa trưởng thành, lập gia đình, có một công việc ổn định, một cuộc sống an nhàn như bao phụ nữ dân tộc Thái khác. Ấy vậy mà những ngã rẽ của cuộc đời lại đưa Nghĩa đến với thể thao. Năm 2013, khi mới bước vào lớp 8, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô bé Thu Nghĩa hiếu động, biết thế nào là con đường thể thao chuyên nghiệp. Em có được thầy cô chọn tuyển đi thi nhảy cao với cả thi chạy thi điền kinh. Cũng gọi là một cái sự tình cờ đi thi đấu thì mình cũng được cái thành tích cao nên thi ở huyện ấy. Thì em được tuyển lên trên Sơn La lại thi hội khỏe của đồng cấp tỉnh. Thì đến lúc đấy thì cũng có các thầy cô ở trong trung tâm huấn luyện bây giờ em đang tập ấy, thì ra tuyển chọn em. Thì thầy có kiểm tra cái tố chất của em là nhảy cao, bật cao, nhảy xa rồi chạy tốc độ, thầy thấy rất là ok. Thì thầy có tuyển em vào, bảo là vào kiểm tra này. Lúc đầu thì thầy bảo là đi tập điền kinh thôi, tại vì lúc đấy là em cũng thích điền kinh ấy. Mới đầu thì cứ tưởng là Nghĩa sẽ là đi cái môn của điền kinh thôi. Thì lại tuyển vào cái môn võ bên các cái lát. Thì gia đình với cả mẹ Nghĩa cũng rất là lo lắng. Bảo là sao con gái con lứa lại đi cái môn mà đấm võ các kiểu thế này. Lỡ sau này mà lớn lên trưởng thành thì lấy chồng thì làm gì sợ lại chấn thương. Cũng là đàn bà con gái thôi, chứ không phải đàn ông con trai gì đâu. Bố em thì lại không là một người gọi là sót con, không muốn cho con theo một cái nghề gọi là đấm đá hay như thế nào. Bộ môn võ là bố em đã không thích. Nhưng mà được là trong nhà em thì được mẹ em rất là ủng hộ. Mới đầu đi thì cũng chẳng cho con đi đâu mà. Nhưng mà thôi, con bảo là mẹ ơi, biết làm thế nào được thì cái đam mê của con rồi thì cho con đi. Hồi xưa ấy, hồi tôi còn bé, tôi cũng mơ ước là một võ sĩ. Nhưng mà sau này có con lớn rồi, đấy là cũng là mơ ước của mẹ rồi. Thì bây giờ tôi cũng rất là mừng. 10 năm theo nghiệp pencasilat, thành tích của Thu Nghĩa cứ thế tăng dần theo năm tháng. Những chiếc huy chương, những tấm bằng khen được gia đình Nghĩa đặt trân trọng ở từng góc trong nhà. Tất cả đều là minh chứng của những nỗ lực không ngừng nghỉ, của những tháng ngày nén đau vì chấn thương và của cả những lo lắng ẩn sâu trong tâm hồn bậc làm cha làm mẹ khi con gái chót yêu nghiệp võ. Để rồi, mỗi chuyến trở về nhà của Thu Nghĩa lại là quãng thời gian hai mẹ con ôn lại những kỷ niệm. Bây giờ, khi đã là nhà vô địch pencasilat, trưởng thành và tự lập, thì với mẹ, Thu Nghĩa vẫn như cô gái bé nhỏ ngày nào, vẫn được mẹ cùng sắp xếp đồ trước mỗi chuyến đi xa, giống như cái ngày mà Nghĩa rời bản Păng Héo yêu thương, lên trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La, bước vào tập luyện pencasilat. Có tố chất, có tiềm năng theo nghiệp võ, như với một cô gái bé nhỏ, lần đầu tiên xa gia đình, sống tự lập, những ngày đầu Thu Nghĩa cũng không tránh khỏi khó khăn bỡ ngỡ. Cũng vì thế mà người thầy đầu tiên được coi như người dẫn đường rất quan trọng, trực tiếp hướng dẫn và chỉ dạy Thu Nghĩa tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La là huấn luyện viên Trần Huy. Dưới con mắt của một nhà chuyên môn, Thu Nghĩa rất có tiềm năng để trở thành một vận động viên đỉnh cao, nhưng cá tính lại rất mạnh,
thậm chí có phần lì lợm. Và để cô trò nhỏ có được hướng đi đúng đắn, người thầy đầu tiên đã không ngần ngại để Thu Nghĩa có được bài học kinh nghiệm đầu đời. Có cái giải đầu tiên Nghĩa tham dự, đánh giá là Nghĩa gần như là mình vẫn nghĩ là chỉ tiêu là huy chương vàng ngay từ giải đầu tiên, giải trẻ toàn quốc, vô địch trẻ toàn quốc. Nhưng giải đấy Nghĩa là có một cá tính rất đặc biệt. Nhưng mà mình đưa ra chỉ tiêu, đưa ra cái mục đích thi đấu thế nào là do thầy chỉ đạo. Thì cái giải đầu tiên Nghĩa tham dự là nhắc nhở Nghĩa rất nhiều, nhưng Nghĩa vẫn làm theo cái bản năng của mình, chưa tuân thủ theo chiến thuật, không thi đấu theo chỉ đạo của thầy. Thầy sẽ tung khăn, tung khăn là cho thua cuộc luôn. Mà giải đấy, giải đầu tiên mình đã làm, tức là không cần chờ hết trận đấu, mình cũng tung khăn cho Nghĩa, thua cuộc ngay lập tức. Muốn vận động viên lên đỉnh cao thì những cái gì thầy đưa ra là phải tuân thủ, đấy là về nguyên tắc, chứ còn không thể đánh theo ngẫu hứng của mình được. Thế là cũng có lẽ cũng từ cái trận thi đấu đầu tiên, và vận động viên Nghĩa cũng như những vận động viên khác mới thấy cái tầm quan trọng của cái chỉ đạo chiến thuật. Năm 2017, bước ngoặt mới đến với Thu Nghĩa khi được gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Là một trong những vận động viên trẻ nhất ở đợt tập trung này, Nghĩa bước vào tập luyện cùng lứa đàn anh, đàn chị. Những người đã có kinh nghiệm ở nhiều giải đấu lớn và ít nhiều cũng đã có những danh hiệu. Nhưng Thu Nghĩa đã nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ được sự siêng năng, bền bỉ của mình. Năm 2018, cô giành được 4 huy chương vàng cấp quốc gia và quốc tế, trong đó phải kể đến huy chương vàng vô địch châu Á và huy chương vàng thế giới. Đến năm 2019, Thu Nghĩa lại tiếp tục giành tấm huy chương vàng thế giới thứ hai. Thành tích nối dài. Dù vậy, Nghĩa vẫn đau đáu với tấm huy chương vàng SEA Games, bởi hai kỳ SEA Games trôi qua tại Malaysia vào năm 2017 và Philippines năm 2019 đều không có hạng 75kg, hạng cân thi đấu của Nghĩa. Đến SEA Games tại Việt Nam thì là vận động viên Quảng Thi Thu Nghĩa thì chúng tôi cũng không đánh giá cao là vận động viên có thể giành được huy chương vàng. Tại vì là có một vận động viên của Malaysia rất là kỳ cựu đã thắng những đàn chị của Quảng Thị Thu Nghĩa, và vận động viên đánh rất là tốt của Malaysia. Thế nhưng mà trong cái được sự cổ vũ của sân nhà cũng như là sự trau dồi tập luyện, cố gắng nỗ lực của vận động viên Quảng Thị Thu Nghĩa, thì vận động viên Quảng Thị Thu Nghĩa cũng đã thể hiện rất là tốt ở cái trận chung kết trước vận động viên của Malaysia và đã giành chiến thắng. Thì chúng tôi cũng hay trêu là vận động viên Quang Thư Nghĩa này đã thù cho rất nhiều các đàn chị của mình. Thành tích ấn tượng nhất của em là nhắc đến chắc là kỳ SEA Games 31. Này em được tham gia lần đầu tiên ở một đấu trường đại hội lớn, khu vực thôi nhưng mà đối với bản thân em thì nó rất là lớn. Lúc đấy trước thềm SEA Games em còn bị chấn thương, em phải đi nằm viện 10 ngày để em điều trị. Vì em bị đau lưng, em bị thoát vị đĩa đệm lưng rồi, nên là cái lúc mà mình chuẩn bị bước vào thềm, mình đang chuẩn bị ở một cái cần dứt khoát nhất thì mình lại gặp chấn thương. Nhờ mà cũng là nhờ đi điều trị, nhờ bản thân mình tự cái lấy bài tập của các thầy mình ra mình tự điều trị chỉnh cường độ thì cái lưng em nó cũng đỡ hơn rất là nhiều để em mang cái thành tích tốt đến bây giờ. Ngày 16 tháng 5 năm 2022 mãi mãi là ngày không thể quên trong sự nghiệp của Quảng Thị Thu Nghĩa. Ở trận chung kết hạng 70 đến 75kg nữ môn pencastilat tại SEA Games 31, Thu Nghĩa đã xuất sắc đánh bại vận động viên Mohamed Nasir của Malaysia với tỷ số 39-32 để giành tấm huy chương vàng đầu tiên của pencastilat Việt Nam tại kỳ đại hội thể thao khu vực được tổ chức ngay trên quê nhà. Đây cũng chính là huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái đến từ Sơn La. Đối với em thì thực sự là lần đầu tiên em tham dự giải đấu lớn như thế này thì em đầu tiên rất là run và tâm lý. Thực sự là rất tâm lý khi đối thủ của em đã gọi là chị đã trải qua các kỳ SEA Games lớn và nhiều. Thực sự là chị rất có kinh nghiệm hơn em. Thì em, đối với em là căng. Bây giờ em đang rất là vui và tự hào khi bản thân em đã cố gắng nỗ lực vượt qua tất cả để đạt được thành tích đến ngày hôm nay. Một năm sau đó, Thu Nghĩa tiếp tục đến với SEA Games Campuchia
với mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Nhưng hành trình lần này không hề dễ dàng. Sau khi SEA Games 31 đến SEA Games 32 thì nước chủ nhà cắt hạng cân của em. Em phải đẩy xuống 70kg nữ để đánh. Đã bắt buộc phải dưới trên 65 cân và dưới 70 cân. Lúc đấy hiện số cân hiện tại của em đang 71 cân, 72 cân. Thì em lại phải ép xuống tầm khoảng 3 cân. Thực sự là nếu mà để nói trong thể thao ấy, thì cái 3 cân ấy chỉ là điều chỉnh cân thôi. Nhưng mà đối với em ấy, một khi đã lên rồi thì rất là khó xuống. Nên là mỗi lần em ép cân như thế xuống thì em lại phải đi tập thêm này. Tập thứ bảy chủ nhật thì mọi người được nghỉ ngơi, thả lỏng cơ. Thì em lại phải đi tập thêm để cho lúc nào bản thân mình cũng phải hoạt động để cho cân mình xuống ấy. Đến lúc mà đi sang nước bạn rồi, tại vì bên đấy nó rất là nóng. Lúc đấy cân của em nó tụt sâu hơn. Lúc đấy em xuống 66 cân. Rất là mệt, mệt kiểu bị choáng ngợp luôn ấy. Nên là cuối cùng thì cũng trải qua hết rồi. Nên là em thấy rất là tự hào khi mà mình có thể lên xuống như thế một cách liên tục. Cái kỳ ở Campuchia thì là cũng không phải là sân nhà nữa. Thế nhưng mà vận động viên Quang Thiêu Nghĩa của chúng ta thì trong cái sự đánh giá về góc độ chuyên môn về ban huấn luyện cũng dự định thì là vận động viên Quang Thiêu Nghĩa có khả năng giành được huy chương vàng ở cái trận chung kết đấy. Thì chúng tôi nghĩ là cũng không phải căng thẳng như thế khi vận động viên Quang Thiêu Nghĩa dẫn đến 15 điểm. Thế nhưng mà sau khi Nghĩa trừ 5 điểm, xong rồi trừ 10 điểm là mất 15 điểm rồi. Nếu một lần trừ nữa là bị đưa ra khỏi thảm. Thì lúc đấy chúng tôi cũng đã bảo là Nghĩa là không thi đợi, không đánh nữa. Mà lúc đấy phải dùng chiến thuật. Ví dụ như là cắt kéo hay là kẹp hay là đánh chạy thôi, di chuyển thôi, không được áp sát nữa. Vì áp sát là chúng ta chỉ cần dùng hai tay vào sau vào người người ta thôi, người ta có thể là người ta dùng như thế, người ta trừ điểm của mình ngay. Thế thì vận động viên phải đánh giãn cách ra. Thì Nghĩa đã thực hiện được trong 15 giây cuối đấy và đã giành một chiến thắng rất là kịch tính. Thật sự là chúng tôi nghĩ là cũng rất là kịch tính. Từ một cô gái nhỏ, vốn nghĩ thể thao chỉ là một sở thích, rồi cuối cùng lại trở thành đam mê, thành sự nghiệp. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt lên những chấn thương, những đau đớn, để trở thành sự lì lợm và bản lĩnh khi thi đấu. Đó là Quang Thị Thu Nghĩa, cô gái Thái vươn tới vinh quang nhờ pencastilat. Được đến với thể thao là thay đổi bản thân em rất là nhiều. Từ một cô bé gọi là năng động, hiếu động, trở nên là một cô bé rất là điềm tĩnh, biết cân đối mọi việc ở trong cuộc sống nhiều hơn. Đi được đến nhiều nơi này, có nhiều thành tích cống hiến cho đất nước cũng như là thể thao Sơn La của bọn em. Để thể thao Sơn La bước thêm một cái bước đệm mới để thể thao bọn em cũng có một cái thành tích tốt hơn. Em nghĩ là sau này sẽ có nhiều bạn làm nên cái kỳ tích như em và hơn em.